Good morning cả nhà. Hồi hôm nay đến ngày thứ ba Hoàn ở chùa rồi. Hoàn đang nấu nước cả nhà cho nhà xem này. Được ạ. Bếp công nghiệp cho nó nhanh lắm cả nhà. Tí là sôi rồi. Cái này là hành muối này. Cả nhà đi hành muối nữa này. Ở chùa thì đa số toàn không phải đa số là tất cả đều là đồ chay hết cả nhà, không có đồ mặn đâu. Mười giờ anh em mãi 79 chạy ra đây, đi hẳn vào đây, cho ôm anh em càng cái coi. Từ 79 chạy ra 76 bao xa ta? 700 cây, 6-700 cây. 6-700 cây cả? Vâng. Là đi đâu chạy ra đây chứ? Có việc gì chắc là mới chạy ngang qua đây đúng không? Em đâu có việc gì đâu. Ủa thế là... Hello cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành. Sáng nay thì Hoàn được ăn sáng rồi. Hoàn đi chỉnh lại mấy cái lồng đèn cho thầy này. Thầy thì đang làm cái để treo dàn lan lên trên kia kìa. Đó. Rồi đang nghỉ mệt mấy thầy trò đi uống nước này. Đào nó chứ ngái. Mình uống nước nha. Nước mà ông Hoàn sẽ đi cột lại những cái này để cho nó chắc lại, nó rất lỏng lẻo đây này. Đây ông đi với anh không? Đây nó bò sợi quá. Nhờ đấy cứ dở cho lần. Ai vậy thì cũng thầy cũng làm gần xong rồi. Bây giờ cả nhà di chuyển đi ăn cơm. Rau luộc, đậu, chanh nó can. Bao nhiêu ngày mưa thì hôm nay cũng là ngày nắng đầu tiên mà Hoàn ở đây cả nhà. Sư phụ với Hoàn vừa mang đồ ở đây phơi. Ở đây mấy anh em đang tới đây để ăn hoa quả này, vừa ăn cơm xong rồi. Bố buổi siêu nhanh cả nhà. Bố siêu nhanh. Bố giờ cho anh mới mau lọc lao lắm. Quá lẹ luôn. Rồi, mọi người miết vậy nha mau. Mọi người miếng này. Thanh niên này chăm chỉ cho cả nhà ơi. Đi ra sẽ bát luôn này. Chăm đấy. Thanh niên này đang vừa sắt vụn để đi bán lấy tiền ăn kem. Áo rất đẹp, vu xì nhỉ. Sư phụ cho nhặt đồ này đi bán luôn. Nhặt nhựa. Sư phụ đang nhặt cành củi để có đun. Bây giờ thì có trời mưa rồi, chắc là ê ra ê vào bê quần áo vô đi. Trời mưa rồi, đi. Đi vào đây. Tốt cho sư phụ tắm. Trong đây thì không gọi là thầy mà sao gọi là sư phụ cả nhà. Lửa bắt đầu cháy to cả nhà. Thì mình cứ đốt những cái nhỏ trước và cái to sẽ tự cháy. Đun nước cho sư phụ vào tắm cả nhà. Ở nhà ăn tối nha. Các con ở đây đến sáng mai khoảng 8 giờ con di chuyển thầy ạ. À
Dạ. Thì chúc thượng độ bình an đi cho nó mình khỏe nha. Dạ. Cố gắng cái gì thì dạng rồi đó nha. Thì dạng rồi đó nha, nhớ không? Dạ có. Nhớ xóm thì dạng không? Cố gắng đi cho nó thành công. Dạ. Chứ đừng thấu chế gì đường là mệt lắm á, buồn á. Dạ, ok thầy. Bỏ cụ kiểu đó con. Có món này là món mít anh hải kho. Món này là món bí đỏ. Bí đỏ à? Nhìn mà thèm quá cả nhà ơi. Thôi mời cả nhà ăn cơm ơi. Nay thì anh mấy anh em tăng cấp này sẽ chơi bát ô tô này, đỡ phải xúc nhiều. Bố thấy đúng. Thường thường khi mà ăn cơm xong thì mọi người sẽ được ăn hoa quả này. Anh em trên đi. Nếu mà đi cái kiểu thôi chửi đấy. Ở đâu lạnh đó mày. Đi ăn có nữa, ở lạnh luôn đi với mày. Ủa lạnh. Thôi. Ngủ này. Đã đông lạnh đó mày, cho nó ngủ tàu quá đi. Thôi đây, thôi đây, một lần thôi đây. Sư phụ đây, sư phụ có theo. Anh làm ra đi rồi. Em chơi sư phụ quá đi. Mấy anh em biết Hoàn đi thế là hôm nay anh em tới đông quá anh em ạ. Đấy. Bên kia thầy này kìa. Ok mọi người, vậy thì hôm đấy mình quay hơi ít xíu. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ Hoàn nha. Có bình luận, ý kiến gì thì comment bình luận xuống phía dưới nha. Và nhớ đăng ký kênh nha. Bye bye.